bao điều mong ước trong hương xuân ta bay chào, kính chúc con nhà gặp nhiều an vui. Hey, we are live. Hi. Hello everyone. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đang xem live cũng như các bạn sẽ xem lại cái video này. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tâm, hiện đang làm tóc và làm cái business này on the side. Thì rất là cảm ơn chị em mình đã dành thời gian hôm nay để làm cái buổi go live. Để trước tiên thì mình tổng kết về cái kết quả của mình đang làm được trong năm vừa rồi về cái business này. Thứ hai đó là cái dự định của mình sẽ là cái gì trong năm tới. Và cuối cùng là chúc mừng năm mới đến các quý vị khán giả. Rất biết ơn các anh chị em mình đã cố gắng học hỏi và phát triển bản thân cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong cái quá trình học. Thì em làm cái business cũng được 2 năm rồi. Thì trong cái quá trình học và làm thì em nhận ra rằng như thầy Jim Rohn đã nói đó là nếu như mà bạn làm việc chăm chỉ vì công việc của bạn thì bạn sẽ chỉ đủ tiền để sống. Nhưng làm việc chăm chỉ cho chính bản thân bạn, bạn sẽ có một gia tài. Thì cái gia tài ở đây á, không chỉ nói về tài chính, mà cái gia tài ở đây em nói về là cái thời gian dành cho gia đình nè, sự vui vẻ, bình yên, môi trường học tập, phát triển bản thân. Không biết mọi người có cùng suy nghĩ với em hay không, nhưng mà từ lúc mà em làm cái business này ha, thì hồi cái lúc mới vô thì em suy nghĩ là mình vô để mà mình kiếm tiền. Nhưng sau một thời gian em làm thì em thấy là ngoài cái tài chính mà mình nhận được rồi thì mình còn rất là nhiều cái giá trị khác nữa. Thì giống như là em đã được gặp các anh chị ở đây và được học hỏi lẫn nhau. Phải nói chứ mỗi lần mà meeting đó là em học rất là nhiều từ mọi người luôn. Thì em rất là vui. Giống như hồi trước là mình làm tóc thì mình chỉ quay quần đi bên tiệm tóc rồi mình về thôi. Mình thấy giống như là mình bị bó buộc cái thời gian đó. Nhưng mà từ khi làm cái business này em thấy coi như là mình phát triển rất là nhiều và mình có cái môi trường tốt để mà mình học tập, mà mình học tập và phát triển thêm đó. Thì Linh có thể chia sẻ cho mọi người biết về Linh đã học và làm được cái gì từ cái business này, có thể chia sẻ cho mọi người hay không? Vâng, cảm ơn Tâm đã cho Linh chia sẻ đầu tiên. Quyền lợi thế của người chia sẻ đầu tiên là nói những gì nha, là mấy người là hết nói rồi nha. Xin đầu tiên thì cho em chào chị Tina, chị Đài En, chị Như Lê, chị Chu Đì, Quang và chị Sa Lì. Chào Tâm luôn nha. Thì năm mới thì bây giờ trong team của mình hôm nay sẽ có một cái buổi tổng kết để mà nói lên những cái suy nghĩ và những điều trong những năm qua mình đã đạt những gì. Linh thì cũng là người mới thôi, Linh vào đây cũng được khoảng 8 tháng, nhưng mà đối với Linh thì thời gian đó Linh học hỏi rất là nhiều và phát triển bản thân từng ngày thay đổi. Và rất biết ơn là Tâm đã cho Linh cơ hội để mà có một cái tham gia vào business này. Nhờ có Tâm mà Linh biết đến tất cả các anh chị ở đây như là một đại gia đình thứ hai. Vì các anh chị cũng biết là chị em chúng mình á đều là những người xa quê hương mà cùng nhau làm chung một cái business này, giống như là một cái duyên đến với tất cả các anh chị em ở đây. Và cái điều tuyệt vời nhất là team mình rất là tuyệt vời, ai cũng đồng lòng hết với nhau, có những điều gì tốt hay là những cái điều gì cần phải giúp đỡ là trao đổi lẫn nhau, cùng nhau học tập và cùng nhau phát triển. Em rất là vui và rất là vinh hạnh khi mình vào một cái team luôn luôn có sự đoàn kết và gắn kết với nhau. Các chị ở đây luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau và cùng học hỏi. Và điều tuyệt vời nhất là từ khi em tham gia vào business này,
những điều mà suy nghĩ tiêu cực trước kia bước vào business này á là không còn nữa. Nói chung là thay đổi rất là nhiều theo từng ngày từng bước, giống như tất cả các chị ở đây cũng biết rồi đó. Khi mà em mới vào thì cảm thấy là mình không được tươi tắn như vậy đâu, và theo thời gian nè mình học hỏi là mình đã cũng có nhiều năng lượng tích cực hơn, và cùng học cùng nhau phấn đấu và làm những cái điều mình rất là thích và đúng với cái nói chung là đúng với sở trường của em khi mà em mới qua Mỹ, vì cái nghề em đang làm cũng như là một cái cơm áo gạo tiền để giúp cho gia đình mình có những cái thu nhập ổn định hơn. Đối với về lâu về dài á thì đây không phải là lựa chọn sáng suốt, vì nghề nào cũng có một cái bệnh nghề nghiệp hết. Do đó thì em cũng đã chọn cho mình một cái cơ hội mới là tham gia cùng với các chị ở đây. Và đây là những điều chia sẻ rất là, nói chung là tận đáy lòng em, là em muốn dành tất cả các lời biết ơn đến tất cả các chị ở đây đã cùng nhau giúp đỡ, đặc biệt là Khó Tâm luôn luôn giúp đỡ và hỗ trợ em rất là nhiều. Và bây giờ thì em xin mời chị Tina có thể phát biểu về đôi chút là khi chị tham gia vào business này, chị được những gì và chị cảm thấy như thế nào khi mà cùng tham gia với một cái team của Winning Eagle của mình, và chị chia sẻ. Trước tiên cho Tina xin chào tất cả các anh chị em ở đây. Tina rất là vui được biết tất cả những anh chị em khi mà mình đã tham gia cái business này. Một cái business mà lúc ban đầu tiên mình không nghĩ nó là nó như vậy, có nghĩa là mình nghĩ là một cái business thì là thế nào mình bước vô thì cũng có cái sự cạnh tranh ở trong đó giống như mọi cái business khác. Thì nhưng mà mình, bởi vì mình tuổi mình cũng đã lớn, mình cũng không có muốn là đi làm nail là 6 ngày một tuần ở tiệm nail và 10 tiếng đồng hồ một ngày thì nó vất vả quá, cho nên mình cũng muốn tìm một cái business nào đó để thay đổi cái đời sống của mình. Do vậy mà Tina quyết định vào cái business này. Nhưng mà khi bước vào rồi, Tina mới thấy wow, đây là một cái business rất là tuyệt vời, bởi vì là bản thân mình được học hỏi từ những anh chị em đi trước rất là nhiều, và những anh chị em trước luôn luôn giúp đỡ và luôn luôn coi như là đồng hành với mình. Bất kỳ những cái câu hỏi gì và bất kỳ những cái trường hợp nào mình đưa ra thì mình đều được giải đáp một cách rất là thỏa đáng. Thì mình rất là vui bởi vì mình có một cái cộng đồng, một cái community mà nó rất là đoàn kết. Mà mấy lâu nay là mình nghĩ trong business là không có, nhưng mà đây là thực tế mình đã trải qua, cho nên đây là một cái điều mà mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mình bước chân vào cái business này. Và nhờ vậy mà Tina đã học rất là nhiều. Như khi bước vào đây thì Tina cũng không có biết về máy vi tính nè, chưa bao giờ sử dụng qua. Nhưng mà qua cái business này mình đã học hỏi được rất là nhiều về cái kiến thức về marketing nè, rồi cái cách sử dụng máy vi tính. Nhờ vậy mà mình đã set up thành công được cái business cho riêng mình và đã vận hành nó. Thì đó là những cái thành công của cái năm qua. Và đến đây thì Tina cũng còn rất là nhiều nữa chứ không phải là hết, nhưng mà Tina xin nhường lời lại cho mà chị Tina em ơi là, nhưng mà khi mà chị em mới vào á, em nghĩ là chị cũng có cảm giác là chị cũng thấy hơi sợ đúng không, và cảm thấy ôi sao mà không biết mình có làm được hay không, hay là những cái điều mình làm không biết là mình có vượt qua được hay không. Đó, chị cũng nên chia sẻ một chút xíu là những cái khó khăn gì mà để chị vượt qua được mà bây giờ chị cảm thấy là cái công việc này rất là tuyệt vời cho chị. Lúc đầu thì mình cũng nói chung là cái sự nghi ngờ về cái business, online business là nó cũng có cơ sở. Bởi vì là rất là nhiều cái business ngoài kia thì có rất là nhiều cái business nó không có đúng với những cái gì người ta nói. Cho nên nó làm cho mình không có được tin tưởng mấy. Và cái thứ hai nữa là mình cũng không có biết gì về máy tính, mình chưa bao giờ sử dụng qua, cho nên là mình cũng sợ, là mình nghĩ là
không biết là mình có làm được không. Em nhớ lúc Mà đó bởi chị cứ nói chuyện với em mà chị cứ lo lắm. Em ơi, chị lo là chị không biết làm được hay không, nhưng mà chị thấy đó mới đầu cái tính của chị cũng đâu có đó, như lâu em rồi. cũng chứng kiến là ngay từ đầu chị vào cũng vậy. Máy tính Mà là giờ mà chị rất chưa. là tự tin mà để mà chia sẻ với mọi người. Chúc mừng chị Chúc mừng chị. Đúng là ha. không bao giờ là quá muộn nha. Em nhưng mà là quá muộn để mà theo theo dõi hoặc là tham gia vào một cái business này, một cái business online mà ở ngoài kia rất là xôn xao ồn ào mà ai cũng biết đến, thì thật sự là một hạnh phúc lớn cho cái công việc của mình đang làm. Tại vì cho dù ở ngoài kia có nói cái gì đi chăng nữa thì sự thật nó không bao giờ thay đổi được. Hoặc là những cái phiến diện á thì nó sẽ dập tắt sớm thôi, cho nên cái niềm, cái tự tin và mãi mãi cái đam mê theo cái ước mơ của mình thì cũng sẽ có, giống người ta nói, có Mình tiếng cứ người vững cái mindset của mình đó là mình cứ ta đi mãi mãi mình nói định thành cố gắng công. thôi. Giống như Tina nói đó, vào đây thì mình được học quá nhiều, thật sự là học cái cách học học cái cách sử dụng computer nó không phải đơn giản. Mình không phải là cái người mà đi làm về computer, mình không biết về những kỹ nghệ, học hỏi rất nhiều những kiến thức ngoài những cái training site trên cái website, mình học từ từ những cái bài bản từ từ. Thật sự mình thấy rất là yêu thích cái công việc này. Giống như Rồi. các bạn ở đây ai cũng bước vào cũng bỡ ngỡ và lo sợ, ai cũng có cái lo sợ giống nhau, ngay Dạ từ đúng rồi. ban đầu ai cũng sợ hết. Nhưng mà vào đây mình học được, học hỏi quá nhiều, Đúng rất chị. Lúc đầu á mình ai cũng nói là mình thấy mình cũng khó khăn ha, nhưng mà khi một khi mình set up được cái business mình á lên tới mà nó đã chạy đi hoàn toàn á thì mình cảm thấy ô mình cũng đã vượt qua được rồi, thì mình cũng làm được vấn đề đó, và quan trọng là mình luôn luôn giữ cái sự kiên định của mình đó, mình phải có sự kỷ luật và cái lập trường của mình để mà mình vững cái mindset mình khi mà tham gia vào cái business này. Và mình thật sự rất cảm ơn tất cả các bạn. Nếu không có business này thì mình cũng không gặp được như Tâm này hay là các bạn ở đây. Nếu như không có business này thì mình cũng mãi mãi không có biết, cứ cái lên 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 mạng order rồi lại cái không biết thời gian của mình mà mình tốn tiền mà không có vào đâu hết, thì không những học hỏi mà gặp được tất cả các business đối tác rất là chuyên nghiệp. Giống như mình bây giờ, mình mỗi ngày mình càng thăng hoa hơn, thấy hạnh phúc hơn trong cái công việc của mình đi làm. Mà cái quan trọng nữa là mình có thể làm mọi lúc mọi nơi mà mình không có phải là lo lắng hôm nay Đúng rồi. mình cứ tới. Nhiều khi trong cái business truyền thống đó, mình tới chỗ làm của mình mỗi ngày Thì mấy chục đó năm em cũng biết là chị đang làm chủ cho mình mà, đó cũng đâu có nhiều làm thời gian, chủ nhưng mà chị thì nó vẫn cho to mình lớn lắm, tham gia nhưng mà vào. thật sự đó, cái chủ thì nghe cho to lớn nhưng thật sự chị đã nói hồi xưa rồi đó, là chị là một lính đánh Thuê á. thuê cho riêng mình. Linh nhớ câu đó mà Linh không Em giờ vẫn quên đâu. Mà thật sự là như vậy, tại cái tiệm nó làm chủ mình chứ mình không có làm chủ nó. Rồi mình cứ 8 tiếng ở trong tiệm chưa đủ, 8 tới 12 tiếng thì cái thời gian của mình nó lại bó buộc trong đó quá. Mà trong khi cái online business mình chỉ sử dụng 2 tiếng đồng hồ, nếu mình có hết 2 tiếng, còn không thì nửa tiếng hoặc 1 tiếng mình có thể làm được những gì mình làm. Và mình càng học hỏi mình rất là yêu thích. Đó là cái lý do mình yêu thích mà mình muốn chia sẻ tới tất cả mọi người. Thì xin mời Judy có những cái lời chia sẻ về cái công việc của em. Cảm ơn chị. Em vào cái business này đúng là một cái môi trường cho em trẻ lại nè. Cái đầu óc, cái tư duy của em á, nó trở lại với lại thời học sinh vậy đó. Mình bắt đầu mình mò lại cái computer của mình, rồi mình đi từng bước theo cái hệ thống đấy giúp đỡ mình, rồi tất cả các bạn đã cũng là giống như là một trường học vậy á. Đây là một cái trường dạy học mà phải nói là đúng như em đã nghe, những người ta khuyên là nếu mà mình muốn mà để phát triển bản thân thì nên theo cái kinh doanh trực tuyến, vì là thời đại bây giờ nếu mà không ai sử dụng phone đó thì là không có bắt kịp được cái thời đại bây giờ.
mình trong cái phone là rất là nhiều cái function mà mình có thể vui chơi nè, mình có thể kiếm ra tiền nè. Chị nói đúng lắm. Tại sao mà mình không học hỏi nó để cho cuộc sống của mình, cuộc sống của mình nó tươi vui hơn? Thì em đã học rất nhiều trong cái kinh doanh online này, và em rất là cảm ơn custom bạn, các bạn bè, chị Đài An, Linh, rồi Sally, tất cả mọi người ở đây, Quang và Tina và Như, em đều học được tất cả mọi người giúp em rất là nhiệt tình. Thì trong thời gian qua, từ một cái nhân viên trong phòng lab, công việc của em không có tiếp xúc nhiều với lại công nghệ, mà mình cảm thấy mình là người của quá khứ vậy đó. Mọi người đều cầm phone làm cái công việc gì đó, bạn bè khoe ô con tao nó có một cái kinh doanh online nè, rồi nó kêu ô tao cũng chơi stock nữa nè, như ai đó họ cũng có một cái thú vui bên cạnh cái công việc của mình, nhưng mà mình lại dừng chân tại chỗ. Thì rất là vui được tham gia với cái kinh doanh online này. Thì em đã học rất nhiều về cái cách social media. Thì trong thời gian vừa qua, social media là một cái phương diện mà mọi người đều hướng tới. Tại vì sao mình xem những cái video mà người ta lại chơi làm trên TikTok, mình cười rồi mình vẫn không biết làm, rồi trên Facebook, trên YouTube, mình ước mơ, mình luôn ước mơ là mình có thể làm được những cái mẫu chuyện nhỏ đó để mà có thể để dành cho bản thân hoặc là cho gia đình. Thì em đã từng ước mơ là làm sao mình thay đổi cái background để mình có những cái tấm hình để đời, nhưng mà bây giờ em đã biết, đã làm được, làm được là là vui đó những ha. cái đó. Rồi biết cách dùng Facebook để giữ những kỷ niệm. Cái đó là mình suốt cuộc đời mình sẽ nhìn lại quá khứ mà mình không có phải in hình giữ album như hồi xưa nữa. Thay vì mình dùng cái thời gian để mà mình lướt web, mình chơi, thì bên cạnh đó mình còn có thể kiếm được Làm tiền, cái thì này còn cái gì, là còn mình cái gì cần tốt hơn nữa, đúng không chị? mình là còn nâng cao tay nghề nữa. Chính xác. Ngày xưa á, mà cho vô cái business này á, là hai vợ chồng em á, là em á thì em thích nấu ăn, nên là em đi làm về xong là em phải nấu ăn cho gia đình, cho con của em á. Nên là cái ông xã em nói có cái business này hay lắm, mỗi ngày chỉ dành ra 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ thôi, cái mình thấy con mình lớn rồi đó, thấy hay mình cũng buồn, cái bắt đầu thôi kêu ông xã là sai in vô làm đi. Mà sau khi mà sai in vô làm, mình nói ủa sao cái này vui quá vậy, thôi mình làm được. Mình được được nấu ăn cho con nè, mình được đi chơi với con, mà Còn mình mình được có lưu lại những cái kỷ niệm đẹp đó nữa lưu lại, xong rồi mình ha. làm mấy cái clip vui vui nấu ăn cho con mình chia sẻ lên mạng xã hội, mình thấy ủa cái này Mà nó em hợp hỏi với là có mình mấy chị á. này á, có khi nào mình quay gì xong mới tự mình coi lại cái mình cười không? Cười tâm đắc những cái thành quả mình đã làm ra. Có chị Như Quang nè, chị Quang có ba con nè, chắc đi chơi vui. ước cao ước cao Mời của Quang. chị Quang chia sẻ đi. Cảm ơn chị. Thật sự em nói là em lớn lên ở nước Mỹ này 30 mấy năm, nhưng mà em thấy cuộc sống của mình nghĩ mình lớn lên mình muốn nhiều thời gian, nhưng mà sống mình càng lớn tuổi, con cái mình càng lớn, mình thấy cuộc sống rất là bận rộn. Và Quang không có biết, cái trước khi vào kinh doanh này Quang không có biết mục tiêu của mình. Thật sự là mình nói mình muốn làm người mẹ tốt, mình muốn cho con mình tất cả, nhưng mà mình sống không có mục tiêu. Và khi vào cái kinh doanh này, Quang học hỏi rất là nhiều. Quang cũng hay nói với chị Tâm á, là Quang rất là may mắn, Quang rất là biết ơn chị Tâm. Tại vì Quang Dạ, mới mới nói dù mình có gia đình, nhưng cái mà mình gì gia đình của mình
đi à, đi cái sổ mình không có không biết mình không có chia sẻ được. Nhưng mà trong cái kinh doanh này mình thật sự ai cũng rất là tận tình, ai cũng giúp đỡ mình, mình những lời mình nói lên rất là nhẹ nhàng. Mình thấy thật sự Quang nói chị Tâm như là life coach của Quang vậy. Những cái gì mà không phải về business không, nhưng mà cuộc sống chị Tâm giúp cho Quang rất là nhiều và khuyến khích cho Quang vượt qua những cái nỗi sợ. Trước đây chị Tâm cũng thấy Quang rất là nhát. Mình lớn lên đây mình nghĩ mình đáng lẽ mình phải giỏi hơn, nhưng mà Quang rất là nhát. Mình luôn nghĩ là mình không có cái gì giỏi hết, mình chỉ biết lo cho bệnh nhân vậy thôi. Nhưng mà mình thấy mình đi làm mình lo cho bệnh nhân, nhưng mà cuộc sống của mình nó rất là giới hạn, mình không có phát triển. Và mình thấy mình không phát triển thì làm sao cuộc sống mình nó sẽ vui vẻ hơn. Mình thấy lúc nào khi mình làm bận rộn, mình làm cực đó, thì cuộc sống mình trong cái ngày đó nó tánh tình của mình rất là khó chịu. Và con cái mình nó thấy như vậy mà Quang rất là hối tiếc những cái thời gian mình đã bỏ lỡ, mình không có thời gian với con. Và con cái của mình nó không có nhận xét là mình thật sự là mình người mẹ rất là hiền, nhưng mà mình đi làm về nhiều lúc mình tính mình rất là khó. Đúng rồi chị. Áp lực công việc, áp lực công việc đó chị, rất là bị áp lực. Và nên Quang, cái mục tiêu của Quang để năm tới này là Quang năm nay là Quang muốn lan tỏa cái công việc này cho rất nhiều người. Đừng có sợ hãi, mình cứ mạnh dạn vào trong. Không chỉ mình có thêm một cái tài chính vững chắc, nhưng mà mình được cải thiện cuộc sống của mình được thay đổi. Cái đó là Quang thấy ai cũng mong muốn, nhưng mà mình không có hướng đi, mình không có cái cơ hội. Nhưng mà cái đây là Quang thấy cái business này là cái giải pháp rất nhiều người đang tìm kiếm. Cảm ơn em sẽ rất là nhiệt tình. Có nghĩa là khi mà mình làm cái business này thì mọi người thấy đó, bên cạnh mà mình học về cái business cho riêng mình thì mình còn học hỏi lẫn nhau bất cứ cái điều gì trong cuộc sống của mình, đúng không? Giống như là trong team mình có bạn Tracy làm bánh mì bánh mì bánh bao cho mọi bánh người bao. Rồi những cái gì mà ví dụ như trong bị cái gì thì mình cứ hỏi lên team là mọi người sẵn sàng hướng dẫn, người nào có ý kiến chẳng hạn giống như Quang về làm về y tá đi, hôm bữa má của chị bị cao huyết áp rồi không biết làm sao, cũng quay qua hỏi Quang rồi Quang cũng tận tư vấn. Thì thành ra cái business của mình không phải là chuyên về cái business đâu mọi người, nó tất cả các vấn đề coi như là trong cuộc sống luôn. Mình tạo ra cái động lực đó chị. Đúng rồi. Cảm ơn chị Sally. Chị Sally có thể chia sẻ đôi chút khi mà chị tham gia vào cái business này. Cảm ơn Linh và các ông mọi người. Coi như là Sally là chốt lại hết tất cả, tại vì các ý chị em mình đã nói hết rồi, cho nên là mình bổ sung thêm thôi. Thì dành cho các anh chị và các bạn lần đầu tiên biết đến mình thì mình tên Phương, hiện đang sống cùng chồng và con tại Las Vegas. Thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay, nhìn lại một năm đã qua, thì cái mà Sally nhận được đó là mình đã định hướng lại cái cách về cái công việc cũng như là cái cuộc sống của mình cho tương lai. Thì khi mà mình còn sức khỏe, mình nghĩ là mình làm nail thì đây là một cái nguồn thu nhập rất là tốt. Nhưng mà những cái năm gần đây thì cái sức khỏe của mình không có còn tốt như trước nữa. Thì mình luôn mong muốn đi tìm một cái công việc nào đó, nhưng mà đi tìm hoài không có ra một cái giải pháp nào đó, cho nên là làm cho mình bị mất phương hướng. Và cho đến khi mà mình tìm được cái kinh doanh online này đó thì mình đã xác định được đây là cái công việc mà mình sẽ làm lâu dài. Thì ngoài những cái kết quả như mấy anh chị đã chia sẻ là phát triển bản thân, học hỏi, thì Sally cũng trong cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà cái bên cạnh đó là mình đã xây dựng cho mình một cái nguồn thu nhập, thêm cái nguồn thu nhập và một cái plan B, là một cái điểm tựa để cho mình trong tương lai có những cái biến cố về tài chính thì mình có một cái, đây là một cái tài chính dự phòng cho mình. Và trong năm mới, năm Giáp Thìn, thì Sally đã đọc được một cái câu rất là tâm đắc, đó là không đợi đến lúc có thời gian để làm mà làm để có thời gian hơn. Thì mà Sally đã đến cái tuổi là sau 40
Cho nên là mình muốn có một cái công việc mà mình có thể đem theo với mình khi mà có những cái chuyến đi về Việt Nam để thăm gia đình, thì mình vẫn có thể làm việc và vẫn có thêm thu nhập. Thì những cái ngày như thế này là còn giáp Tết, cho nên là mình rất buồn và nhớ nhà. Và Sally chắc chắn rằng các chị em đang online ngày hôm nay, cũng như là các bạn đang xem online mà có gia đình ở Việt Nam, thì cũng có cùng một cái tâm trạng giống như Sally. Cho nên cái mục tiêu cho năm tới là mình sẽ tập trung và phát triển cái business của mình, để cho mình sẽ có một cái Tết trọn vẹn, một cái Tết đoàn viên cho năm sau hoặc là những cái năm tiếp theo bên gia đình. Rồi, trả lời cho Tâm. Cảm ơn chị. Hay quá chị, đúng quá. Thì giống như các chị nãy giờ chia sẻ ha, thì em cũng xin chốt lại cái kế hoạch của mình trong năm tới, đó là cùng nhau lan tỏa cái cơ hội kinh doanh này đến cho những ai ngoài kia cần một cái sự thay đổi. Thay đổi không chỉ vì bản thân mình mà còn vì gia đình mình nữa, đúng không mọi người? Những người thân yêu thì người ta cũng cần thời gian để mà bên cạnh đó, cho nên cái em cũng có một cái câu đó là đừng đi trước tôi, có khi tôi sẽ chẳng theo sau. Đừng đi sau lưng tôi, có thể tôi sẽ không thấy bạn mà dẫn dắt. Nhưng hãy đi bên cạnh tôi và làm bạn cùng tôi, thì tôi sẽ đồng hành và hướng dẫn cho bạn. Thì nếu như mà các anh chị muốn tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh này thì hãy liên lạc với chị em chúng mình ở đây để tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh này. Nó đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người như thế nào nha. Thì cái cách mà các bạn liên lạc đó là hãy liên lạc với các chị em ở đây, có mặt ở đây. Bất cứ người nào ở đây đều sẵn sàng hướng dẫn cho các bạn. Chỉ cần điền tên và địa chỉ email thì sẽ nhận ngay thông tin. Và có cái điều đặc biệt trong năm mới nha, là sẽ có một cái lọc, và cái lọc như thế nào á, thì các anh chị hãy liên lạc với chị em tụi mình, hoặc là nếu như mà không không có liên lạc thế thì cứ vào website và điền tên và địa chỉ email thì các bạn sẽ có một cái lọc bất ngờ trong cái năm mới này. Thì có ai còn chia sẻ gì nữa hoặc thay cái lời chúc Tết cho mọi người hay không? Linh có lời gì để chúc Tết với mọi người không? Em cũng nhân dịp năm mới thì cũng chúc cho team của mình và tất cả các anh chị đã đang xem buổi vô live và sẽ xem lại buổi relay. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và có nhiều sức khỏe hơn và nhiều thành công hơn nữa cho sang năm. Em xin hết ạ. Mà chị Đen có chúc mọi người gì không chị? Mục tiêu của chị sang năm là như thế nào? Thì mục tiêu của chị cũng giống như các em, thì cũng giống như cũng luôn mong muốn thành công ở trong cái công việc này. Thì cũng như mình cũng nói lúc nãy là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một cái cho cái cuộc đời của mình tươi sáng hơn, và hãy bước làm lại những cái công việc tay chân giống như chị em chúng mình ở đây làm, và tất cả mọi người đều làm. Hãy làm việc thông minh hơn, nhàn nhã hơn và để có thêm thời gian cho gia đình. Đó là cái mục tiêu mà mình nghĩ mình nên lan tỏa ra cho tất cả mọi người. Hãy vào đây cùng đồng hành với tất cả chị em của chúng mình. Các bạn sẽ thấy và tận hưởng được những cái khoảnh khắc mà chị em chúng mình đang ở Go Live đây. Đây là sự thật, người thật, và sự thành công sẽ từ từ sẽ đi đến. Thì công việc nào cũng phải bỏ ra thời gian học hỏi và tìm hiểu, chứ không phải là tự nhiên nó đến thành công overnight, giống như ai cũng tưởng vào đây không làm gì thì thật sự là không đúng. Vẫn phải làm và vẫn phải học, và học hỏi là điều tiên quyết đầu tiên. Xin mời Sally có câu nào chốt cho mọi người không? Em cảm ơn chị. Thì em chỉ có những cái câu chúc ngắn gọn là chúc cho các chị em mình và sẽ thành công hơn nữa trong cái business này. Chúc mọi người sức khỏe, mọi mong muốn trong những năm mới là sẽ được thành hiện thực. Chỉ có nhiêu đó thôi. Thì Sally mời Quang ha. Em cũng muốn chúc mọi người đang xem cô live này thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, có nhiều thời gian với gia đình của mình,
một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Dạ em cảm ơn. Dạ em mời chị Như. Dạ. Thì cái mục tiêu lúc đầu thì em vào cái business này em nghĩ nó cũng giống như là những cái business giống như mọi người bán hàng ở ngoài kia thôi, em không có nghĩ là nó sẽ mình được học rất là nhiều, nên là mục tiêu của em năm tới em sẽ cố gắng học hỏi thêm, trao đổi thêm rất là nhiều để cho cái business của mình nó có thể tiến triển xa hơn nữa. Dạ, em chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, an khang, làm ăn phát tài. Dạ, cảm ơn chị Như. Em xin mời chị Như đi. Cảm ơn Như. Cảm ơn mọi người cho mình cái lời chúc Tết đến mọi người. Trước tiên mình xin chúc Tết các chị em mình sẽ càng ngày càng đẹp ra, mỗi ngày càng tươi vui và sẽ thành công trong cái business này. Rồi mình cũng xin chúc cho tất cả các anh chị đang xem cái buổi go live này, cũng như sẽ xem cái buổi go live này, một năm tràn đầy hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng, một năm thắng lợi. Và nếu thích hãy tìm hiểu cái kinh doanh online này coi như là một cơ hội để học hỏi. Thứ nhất là để tìm hiểu, thứ hai thì có thể để phát triển bản thân, thứ ba là backup plan cho gia đình. Không phải là scam như mọi người nghĩ, vì kinh doanh trực tuyến và cái internet đã là rất là phổ biến nhiều rồi. Mọi người không có phải lo lắng về điều đó, và hãy cho mình một cơ hội để tìm hiểu, để rồi chị em chúng mình sẽ có cơ hội để gặp gỡ mọi người, và chúc mọi người thật thật nhiều niềm vui. Rồi em xin mời Tina. Chị có muốn nói lời trước khi hết? Xin cảm ơn Judy. Nhân đây cũng là cuối năm rồi, chuẩn bị sắp sửa đón chào năm mới, thì Tina xin chân thành cảm ơn Cố Tâm và mentor của Tina là Phương và tất cả những anh chị em ở đây đã đồng hành cùng với Tina từ những ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay. Tina cũng xin chúc tất cả anh chị em ở đây và tất cả những bạn đang xem live và xem lại cái replay này một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và may mắn cho cả năm. Tina xin hết. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Thì em xin kết lại đó là chúc mọi người một năm mới thật là bình an, vui vẻ. Chị em mình thì ngày càng thành công hơn, phát triển hơn trong cái công việc kinh doanh của mình nha. Và các bạn ngoài kia ơi, nếu như mà muốn nhận lọc giống như Tâm hồi nãy nói á, thì hãy liên lạc với chị em tụi mình ở đây để tìm hiểu về cái business này nha. Cho mình một cái cơ hội trong năm mới, biết đâu đó là một cái cơ hội để thay đổi cái cuộc sống và phát triển bản thân nè, và kiếm thêm thu nhập nữa. Dạ, hãy liên lạc với tụi mình ngay nha, để nhận lọc cho đầu năm. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại trong các buổi go live tiếp theo. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.